tranh luận việc ăn chay. Marco chương 2 từ câu 18 đến câu 22. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới." Thank you.
con dâng lời kỷ niệm Maria. Một trong những nét khác biệt giữa Gioan Tẩy Giả với Đức Giêsu là sự khắc khổ nhịn nhặt. Gioan được coi là người không ăn bánh, không uống rượu, còn Đức Giêsu bị mang tiếng là tay ăn nhậu với quân thu thuế. Chúng ta đã từng thấy Ngài ăn tại nhà ông Lê-vi hay ông Gia-cêu. Các người Pha-ri-sêu cũng là những người thích ăn chay nhiều lần trong tuần. Dù ngày ăn chay chính thức hàng năm của đạo Do Thái chỉ là ngày lễ xá tội. Như thế, có sự khác biệt khá rõ giữa môn đệ của Đức Giêsu với môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả và môn đệ của người Pha-ri-sêu. Một bên có vẻ thoáng và thoải mái, một bên thì khắc khổ nhịn nhặt. Tại sao môn đệ của ông lại không ăn chay? Có người đã dám hỏi thẳng Đức Giêsu như thế. Ngài đã trả lời bằng một cách dùng một hình ảnh dễ hiểu và đầy ý nghĩa. Vào thời Đức Giêsu tại Palestine cũng như tại nhiều vùng quê ngày nay, đám cưới là một biến cố mừng vui có tính làng xã. Chẳng thể nào hiểu được chuyện một người đi ăn cưới với khuôn mặt buồn của kẻ đang ăn chay. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Đức Giêsu tự ví mình với chàng rể, còn môn đệ là khách dự tiệc cưới, là bầu khí vui tươi của một lễ thành hôn. Bởi lẽ thời đại thiên sai đã đến rồi. Đức Giêsu, đấng Mêsia dân Israel mong đợi từ lâu, nay có mặt. Ngài là chàng rể kết duyên với cô dâu là dân tộc Israel của Ngài. Đức Giêsu đã làm trọn điều các ngôn sứ nói trong Cựu Ước về việc Thiên Chúa thiết lập hôn ước với dân của Người. Thank you.
Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Sau khi Đức Giê-xu chịu cái chết dữ dằn, được phục sinh và lên trời, giáo hội bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn chờ đợi Ngài quang lâm. Trong giai đoạn này, khi Đức Giê-xu vừa vắng mặt, vừa hiện diện, các Kitô hữu ăn chay, vác thánh giá theo Chúa Giê-xu. Dù họ vẫn luôn sống trong niềm vui bởi tin vào đấng đã phục sinh vinh hiển. Lạy Chúa Giê-xu, các sách tin mừng chẳng khi nào nói Chúa cười, nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười khi thấy các trẻ em quấn quýt bên Chúa. Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân. Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Em-mau khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nụ cười của Chúa đi đôi với tin mừng Chúa giảng. Nụ cười ấy hòa với niềm vui của người được lành bệnh. Lạy Chúa Giê-xu, có những niềm vui Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay, có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại. Xin dạy chúng con biết tươi cười cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con. Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống, dù không phải tất cả đều màu hồng. Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản, nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con. Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi thông truyền tình thương ấy. Amen.